Xin chào các bạn, thì cái clip này thì mình xin giới thiệu các bạn về một một tính năng khá là hay trong Google Maps. Để các bạn có thể vô Google và đánh Google Maps để tìm kiếm Google Maps đây. Đánh Google Maps và diễn đây. Nó ra bảng bản đồ cho chúng ta. Chúng ta có thể xem và chúng ta có thể tìm kiếm. Như đây mình kiếm Hồ Chí Minh, Việt Nam này. Để trải nghiệm cái tính năng 3D của Google Maps, các bạn có thể sổ mũi tên này lên và những cái bức ảnh mà nó có mũi tên vòng quanh như thế này là nó thể hiện được, có thể xem được chế độ ảnh 360 độ. Đây là chỉ những bức ảnh thôi. Đây là những bức ảnh ở chế độ 360 độ, thì chúng ta có thể bấm vô đây để xem và trải nghiệm. Này, bạn sợ sợ. Ở đây thì nó cho chúng ta thấy được cái đường đi chúng ta. Đây, chúng ta có thể lên đây, chúng ta có thể xem, phóng to xem. Đây, nếu bạn nào chưa biết thì chúng ta có thể làm theo. Này, này, này. Đấy. Này, đi tới vô trong này luôn. À, rất là rộng. Đại Nam Văn Hiến như này chắc. Nên là mình xem ảnh ở chế độ 360 độ. Xem. Chạy xuống. Nhưng bức ảnh là một mà mình muốn xem thì phải có cái mũi tên là mình mới di chuyển được này. Đây. Di chuyển được. Đây. Ở đây. Có thể xem được những cái đền đài. Đây, quay lại bản đồ. Cần Thơ. Ở đây thì những bức ảnh mà nó có vòng xoay thì mới xem được chế độ 360 độ nha các bạn. Đây là Bến Ninh Kiều này. Xem. Đây là toàn là ảnh luôn. Con có thể trải nghiệm được cái tính năng của Google Maps rất là tuyệt. Đây, như chúng ta đang đi trên máy bay vậy, đi tham quan. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số tính năng của Google Maps nữa và để cho cuộc tham quan chúng ta thêm phần sinh động hơn, thì các bạn có thể ấn F11 để cho nó full màn hình. Các bạn có thể tìm hiểu thêm một số tính năng. Xin chào các bạn nhé, hẹn các bạn ở clip sau.